Rồi bé nào có heo nữa cầm hết đây, mau. Rồi con tên là gì? Con là tên là Giuse Phạm Thành Đạt. Rồi con có cái gì? Con có con heo. Để làm gì? Làm bác ái. Rồi con là mấy tuổi? Con năm nay 11 tuổi. Rồi mấy mốt con có đi tu không? Có. Rồi chào một tràng pháo tay cho một lời cha mới sắp tới. Còn con tên gì? Dạ thưa cha, con tên là Maria Đỗ Thị Thảo Nguyên. Mấy tuổi? Con 8 tuổi. Rồi có cái gì đây? Con có heo. Để làm gì? Để làm việc bác ái. Rồi mốt có đi tu không? Dạ không. Rồi bỏ vào heo vào, không đi tu có phải làm việc bác ái không? Có không? Mà đi tu có phải làm việc bác ái không? Càng phải làm bác ái chứ không phải là đi tu mà trốn không làm việc bác ái. Đây, ghép nó lên, còn ai nữa không? Rồi, con được ơn gì của Chúa, con chia sẻ cho mọi... Đâu, mau lên, mau lên, mau lên. Mau lên con, Giê-xu lại Chúa thôi cái con này. Chúa tôi. Đây. Con được mấy ký? Cháu 21 ký. 21 ký, con heo mấy ký? Cháu không biết. Cháu không biết. Cháu tên gì? Cháu tên Phạm Minh Hiếu. Cháu mấy tuổi? 9 tuổi. Cháu đạo gì? Đạo Chúa. Cháu đạo Chúa. Cháu có cái con gì đây? Cháu có con heo. Cháu có con heo. Rồi mới mốt cháu có đi tu không? Không. Không. Rồi cháu cho con heo vào chuồng. Thưa anh chị em, đây thằng bé nó gầy còm mà con heo nó quá to. Thưa anh chị em, đưa cao lên cho mọi người thấy heo của con. Dưa cao lên. Cao lên. Dưa lên. Rồi bé tên gì? Con tên Vũ Thị Ngọc Vô Hưởng. Mấy tuổi? Con 6 tuổi. Có đi tu không? Dạ có. Ui giời ơi, cho một tràng pháo tay to lên. Và thưa anh chị em, nếu mà hỏi hết thì chắc là không có đủ thời giờ. Cho nên chúng ta thấy hình ảnh của những em bé. Ơi, thằng cu con. Mấy tuổi con? Mấy tuổi? Rồi, thưa anh chị em, đây là những bé 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 tuổi mang những con heo đất để cho vào chuồng heo lòng thương xót để cho những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn. Chúng ta một trong các để chúng ta tạ ơn Chúa. Rồi, chúng con. Rồi, anh hướng dẫn cho chúng con bỏ vào heo vào trong chuồng. Còn những bạn có bao thư thì chúng ta bỏ vào để nuôi heo. Heo này không ăn cám mà chỉ ăn bao thư thôi. Rồi, chúng con bỏ vào đó, bỏ hết vào chuồng giùm cha nha. Cảm ơn chúng con nhiều. Rồi con bỏ vào đó. Rồi con được ơn gì của Chúa? Thưa cha, con tên Lisa Trần Thị Thu, con